đây. Đấy. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn TV. Ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và bên cạnh Sơn đây chính là một cái bàn trưng bày về tất cả các sản phẩm, nói về những cái sản phẩm hoa quả của xã Minh Tân thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và đặc biệt ngày hôm nay đó là cái ngày lễ hội Thanh Long của xã Minh Tân chúng ta. Đấy, và đây là những cái sản phẩm này, chính là Thanh Long. Và bên trong kia thì mọi người đang giới thiệu về những cái món đồ ăn, thức uống, cái thứ làm về từ cái quả Thanh Long này các bạn này. Đây, quả Thanh Long đây rất là ngon, rất là đẹp. Và hôm nay Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất về những cái chương trình lễ hội Thanh Long ở xã Minh Tân này để truyền tải lên cho mọi người xem nhá. Chúng ta sẽ hỏi thăm chị dân tộc người Giao Tuyển và hỏi thăm về cái chương trình lễ hội quả Thanh Long ở tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, xem là tất cả các cái chương trình hoa quả, cái lễ hội hoa quả Thanh Long này thì nó cụ thể là như thế nào các bạn nhá. Chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đến với lễ hội sắc màu Thanh Long của xã Minh Tân năm 2022 ạ. Và trước mắt các bạn đây là các sản phẩm của xã Minh Tân ạ. Và theo như các bạn nhìn thấy, đây là bánh gọi là bánh gù đen của người dân tộc Giao Tuyển. Bánh gù đen thì nếu mà so với bánh chưng thì nó các nguyên liệu thì nó không khác là mấy. Tuy nhiên thì cái đặc biệt của cái bánh gù đen này nó là được làm từ cây lúc lắc. Tức là mình sẽ sử dụng than của cây lúc lắc để mình làm ra cái bánh gù đen này. Và cái bánh gù đen này thì có thể nói là hương vị của nó thì nó rất là đặc biệt. Và khi mà chúng ta ăn thì thường thường là ăn bánh nếp nó hay bị ngán hay lại ngấy. Nhưng mà đối với cái bánh gù đen này các bạn ăn, mặc dù là các bạn có thể ăn hết cả một cái này cũng không bị ngấy đâu ạ. Vâng ạ. Và tiếp theo đây là sản phẩm bưởi da xanh ạ. Bưởi da xanh thì có lẽ là bưởi da xanh ở Bến Tre hay là bưởi da xanh ở trong miền Nam thì tất cả các bạn cũng đã biết đến rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong những cái năm gần đây, xã Minh Tân khi mà về cái thổ nhưỡng của mình rất là phù hợp với cái sản phẩm này thì xã Minh Tân cũng đã trồng thử nghiệm cái sản phẩm này và đã cho những cái sản phẩm mà hiện tại thì đã đang từng bước tức là chiếm được cái lòng tin của người tiêu dùng ở trong huyện cũng như là trong toàn tỉnh ạ. Đây ạ, bưởi da xanh các bạn có thể nhìn thấy ạ. Cái muối bưởi da xanh nó rất là ngon luôn đấy ạ. Nếu như có cơ hội thì mời các bạn đến với xã Minh Tân để cùng trải nghiệm và ăn thử bưởi da xanh của xã Minh Tân ạ. Và quan trọng nhất của cái mâm quả ngày hôm nay đó là cái sản phẩm Thanh Long ruột đỏ xã Minh Tân. Hiện tại thì Thanh Long ruột đỏ xã Minh Tân thì đạt chuẩn ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Và có thể nói là cái sản phẩm Thanh Long ruột đỏ của Minh Tân thì nó mang một cái hương vị nó rất là riêng, nó rất là ngọt và ngọt thanh. Tuy nhiên thì hiện tại thì sản phẩm của Thanh Long của xã Minh Tân thì đang được mọi người rất là tin dùng ạ. Tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy đó là sản phẩm Cam Vinh. Cam Vinh cũng được trồng ở tại hợp tác xã Hòa Tân của xã Minh Tân ạ. Đây là Cam Vinh ạ. Cam Vinh được trồng ở tại Minh Tân. Và tiếp theo đó là sản phẩm chè Đàn Hương. Cho phép mình được quảng cáo về cái chè Đàn Hương này một chút, tại vì chè Đàn Hương này nó rất là đặc biệt. Thứ nhất là để nói về công dụng, chè Đàn Hương rất là tốt cho gan ạ. Có thể bảo vệ gan này, ngăn ngừa đông máu và tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì nó còn có chất kháng viêm và chống oxy hóa, chống ung thư và các bệnh nguy hiểm, tốt cho hệ thần kinh, phù hợp với lứa tuổi, mọi lứa tuổi ạ. Và sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chúng ta có thể sử dụng với nước ấm hoặc là nước có thể là uống với nước lạnh cũng được. Đó, thật sự rất là dễ dùng nhưng mà lại hiệu quả thì rất là tốt ạ. Và cuối cùng thì không thể thiếu đó là tinh dầu màng tang này và tinh dầu bạch diệp. Những loại tinh dầu này thì cũng đang được người dân xã Minh Tân sản xuất ạ. Và với một cái lọ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì giá cả cũng rất là hợp lý đấy ạ. Như mọi người vừa được nghe chị Thìn làm bên bí thư đoàn của xã Minh Tân đã giới thiệu về tất cả những cái sản phẩm của xã Minh Tân. Và đặc biệt thì trong ngày hôm nay đó là ngày lễ hội Thanh Long của xã Minh Tân tổ chức do huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai.
thì những cái sản phẩm và chị Thìn bên bí thư đoàn của xã Minh Tân đã giới thiệu thì các bạn cũng đã biết đến rồi. Và tất cả quý vị và các bạn thì trong cái video này thì Sơn cũng muốn giới thiệu luôn rằng ai có nhu cầu sử dụng về tất cả những cái sản phẩm của xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thì có thể là liên hệ cho chị Thìn ở làm bên bí thư đoàn xã Minh Tân nhé, hoặc là inbox cho mình sẽ giới thiệu nhé. Đặc biệt đây đặc biệt cho mọi người xem là về những cái sản phẩm này, là đó là những cái tinh dầu quế, rồi tinh dầu bạch diệp này, rồi chè này đó, và những cái sản phẩm có thể chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày thì đó là các trái cây bao gồm là đây cam vinh này, đấy chám này, còn rượu thóc này, thanh long này, hoa chuối rừng này, còn đây nữa bưởi da xanh. Cái bưởi da xanh này thì như mọi người có thể quan sát thấy rằng là cái múi bưởi nó cực kỳ là ngon và nhìn nó có vẻ rất là hấp dẫn. Về những cái lời giới thiệu của chị Thìn thì cũng đã giới thiệu rồi, thì mọi người phải thực tế là ăn thì mới biết được. Còn đây là bánh giò đen, bánh gọi này là gọi là bánh gù đen của người dân tộc Giao Tuyển thuộc xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Còn bên đây thì những cây giống quế. Đây, nói về trái thanh long thì chúng ta cũng phải cần đến rằng là phải có những cái nguồn gốc của nó. Đó là những cây giống thanh long thì mọi người cũng đã đem ra đây để trưng bày trong cái lễ hội thanh long này rồi. Là đến đoạn nào rồi? Và đây chính là những cái sản phẩm của đội thi bản Bon 2 được làm từ những trái thanh long mà người dân đã trồng ở vườn ra. Đó, như mọi người có thể quan sát thấy rằng là những cái thành phẩm mà người dân bản Bon 2 đã làm từ những trái thanh long ra thì bao gồm rất là nhiều những cái món rất là hấp dẫn và đặc biệt. Trông thì nó rất là ngon rồi. Và cũng xin chúc cho đội của chúng ta ngày hôm nay sẽ giành được một cái giải rất là cao nhá. Còn bên đây thì mọi người cũng có thể quan sát thấy rằng một cái mâm rất là đẹp luôn. Phải nói là màu sắc rất là tuyệt vời. Như mọi người nhìn thấy rồi, đây là mâm trưng bày của cụm trường Minh Tân nhá. Đó, đây từ những sản phẩm được làm từ trái thanh long. Như mọi người thấy đó, thì đây là những cái sản phẩm. Chi tiết những cái sản phẩm này thì mọi người thấy rằng nó rất là hấp dẫn và nó rất là ngon luôn. Sơn cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Đặc biệt ở đây nó có một cái bánh thạch này mọi người này. Mọi người nhìn thấy cái bánh thạch 3D này. Nhìn nó sao mà nó đẹp thế, nó không những đẹp mà lại còn rất là ngon nữa. Còn đây là mâm trưng bày của đội thi bản Bon 4. Thì như mọi người cũng có thể thấy rằng là những cái sản phẩm của các chị em, anh em trong bản đã làm được những cái sản phẩm rất là đẹp, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Còn đây là mâm của bản Mai 1 các bạn nhá. Bản Mai 1 này thì trông có vẻ rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà nó cũng có những cái sản phẩm được người dân họ làm trông có vẻ rất là bắt mắt. Như mọi người thấy những cái bánh thạch này và cũng rất là nhiều thứ. Nói tóm lại là trông rất là ngon và hấp dẫn mọi người ạ. Còn đây là đội thi bản Mai 3 các bạn nhá. Như các bạn có thể quan sát thấy rằng bản Mai 3 của chúng ta thì đang có rất là nhiều những cái sản phẩm được làm vào thanh long. Và đặc biệt hơn nữa thì đây như mọi người nhìn này, dê nướng tái bằng thanh long đấy. Như mọi người nhìn cái đĩa dê nướng tái của chúng ta nó rất là ngon và rất là hấp dẫn luôn. À, bên trong này có cả tiết canh luôn đúng không? Tiết canh dê à? Tiết canh dê làm cũng trông như là nước sốt thanh long kiểu ấy. Rồi, và những cái sản phẩm của đội bản Mai 3 cũng khá là đẹp luôn, khá là đẹp và khá là hấp dẫn. Mỗi một đội thì sẽ có một cái cách trưng bày riêng, có một cái sản phẩm riêng để giới thiệu và tham gia trong cuộc thi lễ hội thanh long của xã Minh Tân ngày hôm nay mọi người ạ. Và đây là đội thi bản Bon các bạn nhá. Đội thi bản Bon thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm cũng khá là tuyệt vời. Như mọi người cũng thấy đó, đây là trưng bày theo kiểu những cái món ẩm thực. Và trong cái ngày lễ hội ngày hôm nay ấy, thì Sơn thấy rằng là rất là nhiều những cái món ngon và lại còn đẹp nữa mọi người ạ. Có bản 3, bản 1 rồi thì tất nhiên đây sẽ là bản 2. Và đây chính là sản phẩm của đội bản 2.
Như mọi người thấy không, đội bản 2 thì có một cái sản phẩm rất là đẹp. Đó là một trái bưởi da xanh. Một trái bưởi da xanh cũng đã được khắc chữ lên đây, đó là một cái chữ đội thi Mai 2. Đó, như mọi người thấy nó rất là ý nghĩa và cũng rất là tuyệt vời. Và những cái sản phẩm thì cũng được bà con, người dân làm ra đây rất là đẹp. Và bên đây thì tất nhiên rồi, đó là những cốc nước kiểu như là... Ôi, nó trông nó hấp dẫn lắm. Đang núp nóng mệt mà chúng ta được một cái cốc như thế này uống thì ăn thì phải nói là rất là ngon luôn. Đó, và cái sản phẩm này thì sẽ là của bản Minh Hải, đội thi Minh Hải. Chủ yếu là những cốc nước được làm từ những trái thanh long và những chiếc bánh thạch, như mọi người thấy không? Những bánh thạch dạng kiểu 3D, rất là đẹp và rất là ngon luôn các bạn ạ. Thank you.
Sản phẩm này thì sẽ được giới thiệu với quý vị là màu sắc rất là đặc trưng và có năm màu đặc trưng
tôi đã xin mời rơi cho đến mình. Thay mặt cho bản Con Hai, tôi xin phép được trình bày một số sản phẩm đến từ bản Con Hai. Như quý vị đã biết, đối với Thanh Long Ruột Đỏ, nhắc đến Thanh Long Ruột Đỏ là nhắc đến sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh năm 2020 của xã Minh Tân. Tuy nhiên, với lượng tiêu thụ và lượng thương lái để mua sản phẩm Thanh Long Ruột Đỏ thì được đánh giá Thanh Long Ruột Đỏ là Thanh Long có vị ngọt thanh nhất của tỉnh Lào Cai. Hôm nay với những đầu bếp không chuyên, những người dân cần cù tảo sớm hô, cần cù tảo tần sớm hô gắn liền với Thanh Long Ruột Đỏ, chúng tôi mang đến đây những sản phẩm cực kỳ gần gũi với bà con nhân dân. Chúng tôi mang đến đây ba món chính, đó là món xôi thanh long, thạch rau câu thanh long và bánh trôi thanh long. Về thứ nhất đó là xôi thanh long. Nhắc đến xôi thì chúng ta đều nghĩ đến gia đình, nghĩ về quê hương đất nước. Xôi thì chúng tôi lựa chọn tất cả các sản phẩm của bản Con Hai, chúng tôi đều lựa chọn đó là thanh long ruột đỏ chín, quả không sâu. Chúng tôi sẽ thái nhỏ và mang ra xay, lọc nước, lọc bã. Như xôi đây thì chúng tôi sẽ nhào luôn trực tiếp với gạo nếp được ngâm 6 đến 8 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ mang lên xôi. Mang lên xôi thì xôi khoảng 3 tiếng thì sẽ cho ra thành phẩm là một xôi như thế này. Còn đây là thành rau câu ạ. Thành rau câu thanh long thì chúng tôi cũng mang đó là thành thanh long ruột đỏ, lọc bã và trộn với lại thạch rau câu. Sau đó mang lên bếp lửa nhỏ đun khoảng 3 phút. Sau đó khi mà tạo được độ sánh vừa phải thì chúng ta sẽ đổ vào khuôn. Sau đó cho nguội và cắt ra thành miếng vừa ăn. Khi ăn thì chúng ta có thể cho vào đá để ăn cho nó mát. Với những món ăn này thì rất thích hợp cho gia đình và trẻ nhỏ ăn vừa thanh mát mà vừa lạ miệng. Còn đây là bánh trôi ạ. Bánh trôi thì cũng với tương tự với sản phẩm như thế thì chúng tôi sử dụng đó là thanh long ruột đỏ xay nhuyễn, lọc lấy bã, lọc lấy nước, sau đó trộn với lại bột mì, đun nước sôi vừa phải vừa tầm, sau đó thì nặn thành hình tròn và thả, khi nó chín thì sẽ nổi lên và vớt ra để vào nước sôi để nguội, sau đó là cho ra thành phẩm và cho được vào bình thức. Ngoài ra thì ngoài quả thanh long thì đối với cây thanh long thì chúng ta có thể sử dụng là hoa thanh long hoặc là nụ hoa thanh long. Đối với nụ hoa thanh long thì chúng ta có thể xào tỏi, xào thịt bò, hoặc là đối với hoa thanh long thì chúng ta có thể xào các món mặn như là thịt để chúng ta thưởng thức. Ngoài ra chúng tôi còn có siro thanh long, kem thanh long và thanh long tráng miệng. Kính mời quý vị đại biểu cùng với ban giám khảo cùng thưởng thức ạ. Xin hết ạ.